xin kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con đón xem bản tin thời tiết nông vụ ngày 14 tháng 11 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa bà con, do tiếp tục chịu sự ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ ổn định, nên trong đêm nay toàn khu vực bắc bộ trời phổ biến nhiều mây, có mưa rào nhẹ rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 cho đến 22 độ. Khu vực núi cao nhiệt độ thấp hơn, chỉ dưới 17 độ, trời rét. Sang đến ngày mai vùng hội tụ gió trên tầng cao có xu hướng được thiết lập trở lại. Tuy nhiên lần này, khu vực chịu ảnh hưởng chính lại là các tỉnh ven biển và vùng núi Đông Bắc Bộ, nên mưa rào và rông tại đây có xuống tăng lên. Trong cơn rông, bà con cần lưu ý với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xoáy và gió giật có thể xuất hiện. Còn tại các khu vực khác, trong đó có thủ đô Hà Nội, trời chỉ chuyển nhiều mây hơn, đến trưa chiều nắng nhẹ vẫn có thể xuất hiện. Nhiệt độ cao nhất ngày giao động từ 24 cho đến 27 độ ở phía Đông Bắc Bộ và từ 27 cho đến 29 độ tại các tỉnh phía Tây Bắc. Thưa bà con, thời tiết ở miền Bắc đang trong giai đoạn chuyển mùa, mưa xuất hiện cùng với đó là tiết trời lạnh về đêm và sáng, dễ làm phát sinh dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm. Mới đây trên địa bàn huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã xuất hiện một ổ dịch cúm gia cầm H5N6 tại xã Quảng Chính. Trước tình hình trên, để chủ động phòng chống dịch bệnh, các cơ quan chức năng khuyến cáo bà con cần làm tốt công tác vệ sinh tiêu độc sát trùng chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi, tăng cường công tác kiểm soát giết mổ, kiểm dịch nguồn gốc gia cầm đúng quy định. Riêng địa phương có dịch cần duy trì hoạt động thường xuyên của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh. Giám sát chặt chẽ nơi có dịch để kiểm soát được dịch bệnh tránh lan rộng. Chỉ đạo nhân viên thú y giả soát số lượng gia súc gia cầm mới phát sinh để đăng ký vaccine tiêm phòng, đồng thời tiếp tục tiêm phòng bổ sung vaccine các dịch bệnh khác. Xin được trở lại với tình hình thời tiết tại các tỉnh Trung Bộ trong đêm nay và ngày mai. Thời tiết không có nhiều chuyển biến. Trong đêm nay toàn miền trời phổ biến nhiều mây, có mưa vài nơi. Sang đến ngày mai mưa giảm, nắng xuất hiện, nâng mức nhiệt khu vực lên ngưỡng 28 cho đến 31 độ ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế và từ 29 cho đến 32 độ tại khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận. Nhìn chung thời tiết ủng hộ cho các hoạt động chăn nuôi, trồng trọt hay hong phơi chế biến các loại nông thủy hải sản của bà con nông dân. Vì vậy bà con tại đây nên tranh thủ khoảng thời gian này để ổn định sản xuất mùa vụ cho đúng tiến độ. Với khu vực các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ trong đêm nay và ngày mai, thời tiết phổ biến khô ráo ít mưa, ngày nắng chiều tối có thể có mưa rào nhẹ vài nơi, nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên vào khoảng 28 đến 31 độ và từ 31 cho đến 34 độ tại các tỉnh Nam Bộ. Thưa bà con, thời tiết tại khu vực Nam Bộ thời gian này tiếp tục duy trì trạng thái nóng ẩm, đây là điều kiện thuận lợi cho ốc biêu vàng phát triển. Tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, nạn ốc biêu vàng đang bùng phát mạnh, ảnh hưởng lớn đến gieo trồng vụ Đông Xuân. Hiện mật độ ốc bươu vàng dao động từ 2 đến 3 con một mét vuông. Trước tình hình trên thì cơ quan chức năng khuyến cáo bà con nông dân nên đánh rãnh trên ruộng, kéo ốc vào rãnh, sau đó thu gom hoặc bắt bằng tay. Đối với những ruộng quá nhiều ốc thì bà con nên sử dụng các loại thuốc đã được kiểm định để loại bỏ ốc bươu vàng, tránh lan ra diện rộng. Tiếp theo mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết cho đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, Đêm và sáng nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 cho đến 21 độ, cao nhất từ 26 cho đến 29 độ và độ ẩm trung bình từ 80 đến 85%. Tại phía Đông Bắc Bộ, đêm và sáng nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, nền nhiệt độ tăng dần, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 cho đến 22 độ và cao nhất từ 24 cho đến 27 độ, độ ẩm trung bình từ 80 đến 85%. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế Mây thay đổi có mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 cho đến 25 độ, cao nhất từ 28 đến 31 độ và độ ẩm trung bình từ 83 đến 88%. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, mây thay đổi có mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, cao nhất từ 29 đến 32 độ và độ ẩm trung bình từ 83 đến 88%. Tại Tây Nguyên Mây thay đổi có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 cho đến 23 độ, cao nhất từ 28 cho đến 31 độ và độ ẩm trung bình từ 80 đến 85%. Tại các tỉnh Nam Bộ, mây thay đổi có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Tây chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 cho đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 cho đến 34 độ và độ ẩm trung bình từ 80 đến 85% bản tin thời tiết nông vụ xin được khép lại tại đây kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo